Chào cả nhà nhá. Hôm nay mình sẽ đưa đến cho anh em một clip khởi động cái đứng nước của bạn Công ở bể bơi Nghĩa Tân. Đây bạn Công này, mũ trắng ấy. Ok. Các bạn chú ý hai tay nhá. Hai tay đầu đẩy nước kìa, xoa nước. Đấy, bạn đang cười đấy. Chân bẫy chân sải nhá, dẻo. Đây là một bài khởi động rất là tốt. Nếu duy trì thường xuyên cái bài này thì sẽ hỗ trợ cho bộ bơi sải, con bơi ngửa về cái bộ chân cũng như là cái cảm giác nước của đôi tay. Đấy. Các bạn chú ý là cái nhịp chân và nhịp tay mình phải cố gắng mình cảm nhận được nước. Đây, xoay ngang ra này. Đấy. Bạn Công đã thực hành cái này rất là nhiều lần. Cái bộ chân của bạn rất là tốt. Động tác đứng nước này bạn có thể thực hiện liên tục trong vòng 20 phút. Đấy, các bạn thấy dẻo chưa? Ở bể Nghĩa Tân này thì độ sâu nhất ở đây là 2 mét, cũng khá là vừa đủ để cho các bạn có thể thực tập được. Đây, tôi cũng xuống nước để khởi động. Nhưng mà tôi ít khi khởi động bài này, cho nên là chân nó vẫn cứng lắm. Tay thì nó cua, nó lung tung hết cả. Đây, bài này rất là khó đấy. Hy vọng là các bạn có thể tập được giống như bạn Công. Làm liên tục, điều hòa, mềm dẻo. Hôm nay tôi mới có một cái bài tập mới, đó chính là lấy một cái dây chun và buộc hai chân lại. Tôi thực hiện cái bài tập này là để giúp cho hai chân không bị dạng ra khi mà thực hiện bài bơi bướm. Vì thỉnh thoảng tôi bơi bướm thì hai chân của tôi lúc nó vẫy ra nó vẫn bị kiểu dạng ra. Đây, cũng đã chuyển sang ngay đứng nước bằng chân bướm. Đấy, các bạn thấy dẻo chưa? Đứng bình thường, không vấn đề gì cả. Động tác đứng nước này mình có thể thực hiện bằng 4 kiểu. Chân sải, 3 kiểu thôi. Chân sải, chân ếch, chân bướm. Chân bướm là khó nhất. Chân bướm đây là đỉnh cao rồi này. Tôi cũng có bắt chước và tập thử nhưng mà có vẻ không được đúng cho lắm. Bạn Công khá là dẻo, còn tôi thì khá là cứng. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái đập tay chân vào sẽ giúp cho cái việc đứng nước của bạn dễ dàng hơn. Còn đây là kiểu dễ nhất đây. Kiểu chân ếch. Mình cứ duy trì các cái lần đạp liên hoàn, điều hòa, phối hợp thật tốt tác của chân và động tác thở. Đấy, cứ duy trì đều thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Với chân ếch thì Công còn không cần dùng tay luôn, dùng mỗi chân không. Đấy, các bạn chú ý cái góc độ co duỗi đạp ra. Nhiều bạn cảm thấy khó đứng nước là có lẽ một phần tôi nghĩ là do động tác chưa chuẩn lắm. Các bạn co và đưa gối cao có khi mình đến tận bụng, như thế nó rất là khó trong cái việc đứng nước. Hãy cố gắng nhìn và bắt chước cái động tác của bạn Công. Đấy, bạn
bây giờ bạn cho hai tay đằng sau lưng này. Cho hai tay lên trước. Ra đằng trước. Nói chung là động tác đứng nước bằng chân đách này thì mình sử dụng chân là chủ yếu. Tay thì có thể là những bạn nào mới chưa quen có thể phối hợp thêm để tăng cái độ nổi. Còn khi đã thành thạo rồi thì chỉ cần dùng chân là đủ. Hiện tại thì cũng có hơi ít bể, nó có đủ độ sâu để mình tập cái đứng nước này cho nó chuẩn. Vậy thì bể Nghĩa Tân này có thể là một trong những địa chỉ để các bạn đến và tập đứng nước ở một cái độ sâu khá là đủ. Độ sâu 2 mét khá là ổn. Tập đứng nước rất là sướng. Đây là kiểu chân nọ chân kia này. Cũng được, không vấn đề gì. Lưu ý là khi đứng nước chúng ta phải thả lỏng cơ thể, cố gắng điều hòa hơi thở, các động tác tay chân. Đây bạn chồng đã hoàn thành cái phần khởi động.